Quý vị có nhớ lúc nào trong cuộc đời của Chúa Giêsu Ngài cầu nguyện một cách tha thiết mà Ngài cầu nguyện rất là nhiều, có ai nhớ không? Vườn Getsemane. Còn có chỗ nào khác nữa quý vị? Trong vườn Getsemane là Ngài cầu nguyện rất là khẩn thiết, nhưng mà không phải là cái lời cầu nguyện mà được tường thuật lại nhiều nhất. Có lẽ là cái lúc mà đó là Chúa cầu nguyện lâu nhất, nhưng mà tường thuật lại đó thì có vài câu lạy Cha xin cất chén đắng này khỏi con, nếu mà đó là ý Cha muốn, còn nếu không thì để con uống luôn cho nó trọn. Có được mấy câu Ngài đi sau một tiếng đồng hồ Ngài cũng cầu nguyện như thế, rồi sau tiếng đồng hồ Ngài cũng cầu nguyện như thế. Nhưng mà có chỗ nào khác ở trong Kinh Thánh có ghi lại lời cầu nguyện của Chúa như là một thầy tế lễ cả, cầu nguyện cho chính mình rồi cầu nguyện cho dân sự, quý vị nhớ không? Chỗ nào quý vị? Đúng, có người nói trong sách Giăng đoạn số mấy? Đoạn số 17. Đoạn số 17 là Chúa cầu nguyện suốt cả đoạn đó. Lời cầu nguyện thấm thiết. Lời cầu nguyện thấm thiết. Và sau khi Chúa cầu nguyện xong thì quý vị biết Chúa làm gì không? Chúa nói với tất cả các môn đồ. Bởi vì Ngài cầu nguyện trong cái buổi tiệc ly, cái buổi tiệc thánh đầu tiên, nhưng mà cũng là cuối cùng. Mình bây giờ thì mình trong cái hôm đó là Chúa lập cái nghi thức tiệc thánh đó quý vị. Đó, thành ra trước cái giờ Chúa lên thập tự giá, trước cái giờ mà Chúa bước qua bên kia cái khe Kidron để vào cái vườn Getsemane, và ngay chỗ chỗ đó Chúa bị bắt ngay chỗ đó. Có nghĩa là cái lời cầu nguyện trong Giăng Tin Lành Giăng đoạn 17 đó là lời cầu nguyện cuối cùng trước khi lên thập tự giá. Quý vị biết là cái lời cầu nguyện cuối cùng đó nó quan trọng như thế nào không? Cái này coi như là cái lời trăn trối của một người trước khi chết. Trước khi từ giả thế gian để trở về lại cái chát thế nào? Thì đây là những lời cuối cùng. Cho nên ở trong cái lời cầu nguyện cuối cùng trong Giăng đoạn 17 này, từng câu, từng chữ là những cái sự mặc khải của thiên đàng hết sức là tuyệt vời quý vị. Quý vị nào chưa đọc thì tôi khích lệ đọc Giăng đoạn 17 hết sấy, đọc chậm chậm quý vị, đừng đọc quá nhanh, vì quá nhanh là coi như lúc mình đạp cục vàng mình không thấy luôn. Vì đi nhanh quá mà đi chậm, từng câu từng chữ, mỗi câu như vậy là một cái mặc khải lớn của thiên đàng. Ít khi mà Ngài dạy nhiều như thế. Nào, thì cái điểm mà tôi muốn chia sẻ vào hội thánh chỗ này, trong Giăng đoạn 17, quý vị mở ra dùm Tin Lành Giăng đoạn 17 và chúng ta cùng nhau đọc từ câu 1 đến câu số 4. Từ câu 1 đến câu số 4, phần đầu tiên là Chúa cầu nguyện cho chính mình. Đó. Rồi cái phần thứ nhì là Chúa cầu nguyện cho các môn đồ hiện tại đang ở với Ngài, sắp sửa đối diện với cái sự bắt bớ. Và cái đoạn chót, cái phần thứ ba trong cái lời cầu nguyện của Chúa là Chúa nói thế này:
Thưa cha, con không những chỉ cầu nguyện cho những người này, phía rơ dân anh rê anh rê, mười mấy ông, mười hai ông đó, mười một ông đó, mười hai vẫn còn mười một ông, vì Giu-đa đó mới hồi này trong buổi tiệc lý đó, là đã bước ra ngoài bị Chúa điểm mặt rồi, bây giờ bước ra thành thử Giu-đa không được dự tiệc thánh, quý vị, và cũng không nghe cái lời cầu nguyện đó. Thì cái đoạn chót trong cái bài cầu nguyện của Chúa là con không những cầu nguyện cho những kẻ này mà thôi, nhưng con cũng cầu nguyện cho những kẻ nhờ lời của họ mà tin vào con. Tức là mình này, nếu mà không có những người đó thì không có mình, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn, tối hôm nay tôi muốn tập trung vào cái lời cầu nguyện của Chúa, cầu nguyện cho chính Ngài. Bắt đầu giai đoạn 17 câu 1 đến câu 4. Nói như vậy xong, tôi đọc bản dịch 2011 nhé. Bởi vì nếu đọc bản truyền thống thì nó hơi khác một chút. Nó như vậy xong, Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha làm vinh hiển con của Cha, để con của Cha làm vinh hiển Cha. Vì Cha đã ban cho con uy quyền trên mọi loài xác thịt, để con sẽ cảm ơn sự, để con sẽ ban sự sống đời đời cho những ai Cha ban cho con. Đây là sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, tức là Đức Chúa Trời thực hữu và duy nhất, và Đức Chúa Giêsu Christ đấng Cha đã sai đến. Con đã làm vinh hiển Cha trên đất, hoàn tất công việc Cha giao cho con làm. Trong đoạn này có rất nhiều vấn đề để chia sẻ, nhưng mà tôi chỉ nhắm vào câu số 1 thôi. Số 1 phần B là cái lời cầu nguyện của Chúa cho chính Ngài. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha làm vinh hiển con. Nếu mà người nào đọc được cái bản cũ ha, xin Cha làm vinh hiển con, để con cũng làm vinh hiển Cha. Chúng ta thường được dạy là dù ăn, dù uống, hay là làm bất cứ điều gì đều là gì quý vị? Đều làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là mình làm bất kỳ chuyện gì cũng phải nhắm vào một cái mục đích, đó là làm vinh hiển danh Chúa, đúng vậy không? Nếu mà quý vị nào quên thì cứ dở ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu số 31, đúng không? Tôi cũng nhớ có một lần Chúa dạy các môn đồ cầu nguyện, bởi vì ông Giăng Báp-tít cũng dạy môn đồ của ông cầu nguyện, cho nên mấy môn đồ của Chúa cũng tới nói: Chúa Giăng Báp-tít cũng dạy cho môn đồ của ông cầu nguyện, xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện. Thì Chúa dạy cầu nguyện trong Ma-thi-ơ đoạn 6, đúng không? Thì Chúa nói: các con cầu nguyện như này, trước hết câu đầu tiên nha: Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh của Cha được tôn thánh, được cả sáng, được vinh hiển, tùy theo mình dịch thôi, nhưng mà cái đó là được vinh hiển, đó là cái chuyện quan trọng nhất đối với những người chúng ta ở đây, đúng không? Người theo Chúa, môn đồ của Chúa. Nhưng mà quý vị, trong cái đoạn này quý vị thấy đối với Chúa Giêsu cũng vậy, quý vị. Quý vị thử nghĩ đi, bây giờ sắp sửa lên thập tự giá, 3 năm đi rao giảng,
làm đủ thứ quyền năng phép lạ mà những cái chuyện không ai có thể làm nổi và chưa ai làm, từ cổ chí kim chưa ai làm nổi. Đúng vậy quý vị, bây giờ sắp sửa lên thập tự giá chết rồi, bị đóng đinh rồi, tại sao Chúa Giêsu còn xin là xin Cha làm vinh hiển con? Tại sao vậy quý vị? Tí nữa sắp chết rồi, còn vinh hiển nữa không? Chưa đâu có chết, chưa sống mà. Chưa còn sống. Tất nhiên là Đức Chúa Cha nhận lời Đức Chúa Giêsu. Nếu mà quý vị nào đọc ở trong Philip đoạn 2 câu 9 câu 10 thì sau khi Chúa Giêsu bước vào sự thương khó, đi qua sự thương khó thì Đức Chúa Trời tôn Ngài lên rất cao. Có phải vậy quý vị? Và ban cho Ngài danh Jesus Christ là danh trên hết mọi danh. Có phải là Đức Chúa Trời làm vinh hiển danh con không? Danh của Đức Chúa con không? Đúng. Để khi nghe, chỉ cần nghe đến danh Jesus Christ thì mọi đầu gối trên trời dưới đất và dưới hoàng hôn đều phải xưng Ngài là Chúa, trong ngọc ái giảm nói ngược lại hết. Để gì nè quý vị? Để dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Cha. Nào, thì trong cái lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Ngài cầu nguyện xin Cha làm vinh hiển nhân con, tức là sau này Đức Chúa Cha tôn Ngài lên trên hết các tập trời, mọi đầu của trên trời dưới đất phải tôn Ngài là Chúa, là Chủ, là Lô. Thì từ cái vị trí tốt đến đó, Ngài bắt đầu quay trở lại làm vinh hiển danh Cha. Xin Cha làm vinh hiển con, để mục đích làm gì? Để con làm vinh hiển danh Cha. Quý vị có thể là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, công vụ đoạn 10 câu 38 chép rằng thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu Christ bằng Đức Thánh Linh và gì quý vị? Và quyền phép, để Ngài đi từ chỗ này đến chỗ kia, làng này tới làng kia, thành này đến thành kia, vùng này đến vùng kia, chữa bệnh, đuổi quỷ, giảng tin lành, dạy về vương quốc Đức Chúa Trời cho mọi người. Kẻ mù thì được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, kẻ phúng được sạch. Và mọi người thấy như vậy, người ta mở miệng và tha ngợi Đức Chúa Trời. Có vẻ quý vị thấy Đức Chúa Trời làm vinh hiển Chúa Giêsu trước bằng cách báp têm Thánh Linh và quyền phép cho Ngài, để Ngài làm vinh hiển danh Cha. Nhưng mà đó là chưa nằm vào cái thế gọi là sắp sửa đến thập tự giá. Nhưng mà bây giờ là cái lúc Ngài sắp sửa lên thập tự giá, mà Ngài vẫn một lời cầu nguyện đó quý vị: xin Cha làm vinh hiển con, để rồi con vẫn tiếp tục làm vinh hiển danh Cha, dù phải bước qua cái thập tự giá này, dù phải chịu rủa xả, dù phải chịu làm nhục, dù phải chịu đóng đinh đủ thứ phải không, nhưng con vẫn một lòng muốn làm vinh hiển danh Cha. Cái điều mà đặc biệt Chúa dạy tôi, cũng như là Ngài cũng muốn dạy cho hội thánh tối hôm nay đó, khi bình thường mình rất dễ để nói làm cái gì cũng vì vinh hiển của Chúa mà làm. Đúng vậy quý vị, bình thường lúc mà chưa lên thập giá, lúc mà chưa đổ mồ hôi máu, lúc mà chưa bị đóng đinh thì mình rất dễ dàng để nói
xin cha ban danh Giêsu Christ cho con để con làm cái gì cũng vinh hiển danh cha. Dễ không? Dễ. Tôi thấy ví dụ khi mà mình đi mua cái nhà ha, mình nói Chúa cho con kiếm ra cái nhà này để mà tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa, là vinh hiển danh Chúa. Chúa ban cho cái nhà có Chúa ít khi từ chối không quý vị? Đi mua nhà để làm vinh hiển danh Chúa, có phải vậy không? Rồi bây giờ mua chiếc xe Lexus đàng hoàng nha, à, màu đỏ hay màu đen gì đó tôi không nhớ rõ, à, màu trắng nữa, à. À, mua chiếc xe lại Chúa, con muốn mua chiếc xe này, à, có thể là Toyota, Camry đó, Sienna không chừng, à, mua chiếc xe này con muốn làm vinh hiển danh Chúa. Bắt đầu nói ô để xe cùng mình cùng đầu tiên cùng họ giống như chị hành vậy, làm sao làm vinh hiển danh Chúa. Vậy là tôi suy nghĩ một hồi, Chúa mới cho cái idea, ồ lên trên Amazon order một cái banner Chúa Giêsu là đường đi, là lẽ thật, là sự sống, tôi dán vào sau cái bumper để đứa nào nó theo kịp cái đỉnh sao á, mình có cơ hội truyền giáo cho nó. Tôi gặp nhiều người lắm, họ thích cái banner đó. Cũng giống như là khi mà tôi mặc cái áo mà có cái chữ Team Jesus, sau này tôi customize là kêu nó theo luôn Chúa Giêsu là có Đức Chúa Trời, ha, là My Lord. Để nói gì mình đi cái áo, cởi áo ra để cho người ta thấy. Hoặc là mua cái nón đội, thế cái nón phải viết rằng Jesus the only way. Nếu mà mình quên mặc cái áo thì làm sao? Đi ra đường chơi cái nón lên, ha, gặp ai cũng say hi, hello, bắt tay không thành vấn đề. Mình chưa có cơ hội nói với Chúa cũng không sao, cái nón nó nói thế đó. Nhưng chuyện đó dễ quý vị. Dễ. Tuy nhiên dù dễ nhưng mà cũng không phải để dễ làm đối với nhiều người. Nhưng mà khi bắt đầu lên thập tự giá, mình phải nói Chúa, con sẵn sàng bước lên thập tự giá để làm vinh hiển danh cha. Quý vị biết tại sao bước lên thập tự giá làm vinh hiển danh cha không quý vị? Bởi vì chỉ có qua sự chết của Ngài máu mới đổ ra và mình mới được tha tội. Thế là mình mới được chuộc lại từ vương quốc của Satan. Tất cả những linh hồn của mình đây bị Satan nó khống chế trước khi tin Chúa, trước khi máu của Chúa Giêsu đổ xuống. Bởi vì không có ai đủ tiền để mà chuộc lại cái linh hồn của mình quý vị. Vì mỗi linh hồn của mình đối với Chúa nó còn quan trọng hơn và đắt hơn tất cả vàng bạc trong thế gian. Chỉ có đổ máu ra mới chuộc lại cho Đức Chúa Cha những người con đã bị mất vào trong tay của Satan. Bởi vì mình phạm nghịch. Cho nên Đức Chúa Cha đó không ngại ban mấy đứa con này cho Chúa Giêsu. Cho nên mình gọi Chúa Giêsu là Chúa, là chủ. Bởi vì Đức Chúa Cha đó cho mình là cho Chúa Giêsu rồi, mà mình cho Chúa Giêsu rồi. Và Chúa Giêsu, trách nhiệm của Chúa Giêsu là đừng để một đứa nào bị hư mất ngoài đứa con Giu-đa Iscariot, là đứa con của sự hư mất đã tìm trước rồi. Cho con Ngài phải giữ từng người một và sẽ ban sự sống đời đời cho từng người một. Vì đấy là con cái của Đức Chúa Trời được truyền lại bởi huyết của Giêsu Christ. Vinh hiển danh cha là vậy. Thành ra tôi cầu nguyện tối hôm nay đó, tôi muốn hội thánh tập trung vào cái sự cầu nguyện khi mà chúng ta đi qua thập tự giá. Có những cái thập tự giá ở trong hôn nhân, có những cái thập tự giá ở trong gia đình, phải quý vị? Có những cái thập tự giá ở trong việc làm, công ăn việc làm, nghề nghiệp. Có những thập tự giá
tựa trong buổi thánh. Có những cái thập tự giá ở chỗ bạn bè người thân, gia đình của mình, in lo của mình, nhiều cái thập tự giá bình tật. Có nhiều người mang những cái tội hồi xưa mới đẻ ra là cha mẹ đã dẫn cho thần thánh rồi, đâu đó rồi, làm con của quỷ rồi, bây giờ nó khống chế, mà bây giờ Chúa biết để mà cắt bỏ và xưng ra những cái tội đó, để đoàn tuyệt với những cái giáo ước mà mình đã làm với quyền lực tội tác, với Satan. Thì bây giờ nó, những người đó cũng phải đi qua những cái thập tự giá, phải không quý vị? Tôi mấy năm sau này càng ngày thì tạ ơn Chúa nó càng ít lại, nhưng mà Chúa thỉnh thoảng cứ nhắc cho tôi những cái tội nghĩa là tay trời, quý vị. Ví dụ những cái tội từ nhỏ đó, là mình đã mỗi một năm đi tới cái thân cái đình làng đó, là cúng cúng thân làng đó. Mỗi năm cả làng đều ra như vậy, mình làm như vậy mình đâu biết đâu, nhưng mà đến bây giờ mình theo Chúa mình quên hẳn cái vụ đó. Hoặc là lúc mà mới qua Mỹ thấy người ta đi dự hội Halloween. Tội này là tội mới nhất mà Chúa nhắc cho tôi này, là mới cách đây, nhắc cái đây một tuần ha. Mình đi Halloween từ năm tôi qua Mỹ năm 94 cho đến năm 2012 mới theo Chúa. Như vậy là mười mấy năm quý vị, 16 năm. Năm nào mình cũng tham gia cái hội Halloween là lễ của quý. Mình đâu biết đâu, không biết. Tôi định nhau với quý như chẳng quý vị. Không biết là tôi đã gọi một số lần kể cho quý vị nghe. Nghĩa là trong giấc mơ của tôi là tôi chiến đấu với quý năm ngoái, nhất là năm ngoái. Năm nay ít hơn nhiều, nhưng mà năm ngoái kinh khủng lắm. Nghĩa là đánh nhau giống như đánh nhau mỗi đêm. Không phải mỗi đêm thì nói quá đáng, nhưng mà thường xuyên. Có nhiều đêm đến 3-2-3 trận. Bởi vì mình không biết là mình đã tham gia cái hội của nó rồi. Mình chưa có ăn năn, mình chưa có cắt đứt, mình chưa có tán tuyệt. Nó vẫn còn có cái quyền đi theo mình mà. Cho nên đấy, cứ tư tuần tới cái ngày mà tôi ngồi riêng với Chúa, Chúa nhắc, mà Chúa lại dùng một sức hại gửi một cái đoạn video ngắn ở trong cái phòng nhắn về cái Halloween, mà cái ông đó làm chứng, lúc đó mục sư mà trước đây là 8 tuổi hay 10 tuổi gì đó là ông bắt đầu thờ ma quỷ rồi, và sau này con gái có mới 10-11 tuổi gì đó là bán cho quỷ luôn rồi. Thế thử ông biết rất rành về cái vụ Halloween đó, bởi vì một năm là nó được thờ phụ một ngày đó, và nó làm đủ trò đằng sau đó mà mình không biết. Mình cứ tham gia vô, vô tình là mình nhảy vô nồi nước nóng. Thì như vậy mình mất đi qua những cái thập tự giá. Thì tôi muốn ông bà chị em coi lại những thập tự giá nào trong cuộc đời của mình. Mình phải biến cái thập tự giá này thành sự vinh quang của Chúa. Mình phải chiến thắng quý vị. Mình phải hạ mình quý vị. Mình phải kiêng ăn quý vị. Mình phải công bố bằng những lời gọi là đức tin. Bởi vì chỉ có đức tin thì mới có thể thắng được thời gian thôi. Cho đến lúc mình thấy được thành công, mình thấy được kẻ thù bại, bị đánh bại ngay trước mắt của mình, thì mình mới ngưng tay của mình. Mình mới ngưng tay. Xin mời một sự hướng dẫn hội thánh cầu nguyện.